Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần kỳ thứ 112 của phòng khám thạnh trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, vào một buổi sáng đẹp trời nào đó khi thức dậy hoặc sau một giấc ngủ trưa, đột nhiên thấy cổ và vai của chúng ta đau tức, không quay sang trái được, cũng không quay sang phải được, gặp cổ lại cũng rất là khó khăn, đó là hội chứng đau vai gáy. Trong chương trình tuần này, chúng tôi mời quý vị lắng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải, Nguyên là bác sĩ điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang sẽ trình bày về nguyên nhân, triệu chứng, phương pháp điều trị và dự phòng căn bệnh này. Mời quý vị cùng theo dõi. Dạ xin chào bác sĩ ạ. À. Dạ xin chào Ngọc Quyên, xin chào tất cả quý vị khán thính giả. Dạ rất vui được gặp lại bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay và cũng xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ạ. À. Dạ cảm ơn Ngọc Quyên dạ như phần đầu ngọc quyên đã giới thiệu là sau khi chúng ta ngủ dậy thì đột nhiên đầu cổ vai uh, nó đau tức không quay qua lại được vậy thì chúng ta đã bị căn bệnh gì ạ thưa bác sĩ khi mà chúng ta ngủ buổi sáng thức dậy đó hoặc là sau một cái giấc ngủ trưa đó mà chúng ta cảm thấy là đau tức ở cái vai ở cái cổ cái gáy của chúng ta mà chúng ta quay tới quay lui uh, cụp lên cụp xuống không có được uh, thì đó là gọi là hội chứng cổ vai gáy thưa ngọc quyên thì đây là một cái hội chứng gọi là cái hội chứng đau cơ vùng cổ vai gáy nó bị co cứng nó gây ra cái cơn đau này ngoài ra người bệnh còn bị hạn chế một số cái vận động như là chúng ta quay qua quay phải quay trái không có được rồi chúng ta cúi xuống cúi lên rất là khó khăn những cái cơn đau này thì thường là xuất hiện vào buổi sáng và nó có liên quan đến cái hệ cơ xương khớp ở vùng vai gáy của chúng ta và cả những cái hệ thống mạch máu ở vùng vai gáy nữa thì cái bệnh mà uh, cổ vai gáy này đó, nó thường là nó xuất hiện bất ngờ và nó không có báo trước. Uh, ngày hôm trước thì chúng ta vẫn còn khỏe mạnh. Mà chỉ sau một cái đêm mình ngủ thức dậy hoặc là mình ngủ một giấc buổi trưa thì nó đột nhiên nó gây ra cái cơn đau cổ vai gáy này. Uh, thì người bệnh gặp rất là nhiều khó khăn trong cái việc uh, vận động ở cái vùng cổ vai gáy này thưa Ngọc Quyên. Dạ. Yeah. À, vậy có những cái loại đau vai gáy nào mà bác sĩ có thể giới thiệu đến quý khán giả được không ạ thưa ngọc quyên thưa tất cả quý vị khán thính giả thì dựa vào cái thời gian mà nó diễn ra cái căn bệnh này thì thường là người ta chia làm hai loại loại thứ nhất là đau vai gáy cấp tính và đau vai gáy mãn tính thì cái trước tiên là mình nói về cái đau vai gáy cấp tính thì thưa ngọc quyên thưa tất cả quý vị khán thính giả cái loại này thì nó thường xảy ra sau khi mà người bệnh mà ngủ mà thường là chúng ta ngủ không đúng tư thế uh, quẹo đầu bên phải quẹo đầu bên trái quá nhiều uh, trong những cái trường hợp mà chúng ta ngủ mệt hoặc là chúng ta nằm gối cao quá nó khiến cho các cái cơ dây chằng ở vùng vai gáy này nó giãn um, ra căng ra quá mức và uh, nó làm cho cái uh, cơn đau nó xuất hiện ừ. hoặc là sau khi mà mình bị chấn thương cái vùng vai gáy này thì những cái dây chằng ở vùng cổ vai gáy nó khi mà nó bị tổn thương thì nó cũng gây ra cơn đau. Ừ. Và cái tình trạng mà nó đau vùng cổ vai gáy này đó thường là nó sẽ biến mất sau một thời gian ngắn thôi ừ. và thường thì nó không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của người bệnh. Đó là trường hợp đau cổ vai gáy cấp ừ. tính. Còn trường hợp thứ hai là đau cổ vai gáy mãn tính ngọc quyên thì đối với những cái trường hợp mà đau mà trên 10 ngày đó mà mình dùng các cái biện pháp điều trị thông thường mà không giảm được thì đây là cái trường hợp đau vai gáy mãn tính thì cái thời gian thì nó thường là xảy ra trên 10 ngày mà nó không giảm thì chúng ta được xếp vào cái loại đau vai gáy mãn tính yeah. và ngoài cái cơn đau vùng vai gáy này đó thì cái trường hợp đau mãn tính này nó còn có những cái trường hợp mà nó đau lan xuống cái cánh tay của chúng ta có thể một bên hoặc hai bên ngoài ra nó còn nó còn có những cái cảm giác nó dị cảm mình có thể cảm thấy là tay chân mình nó tê bì thì đối với những cái trường hợp này thì người bệnh nên đi khám bác sĩ để chúng tôi tìm ra những cái nguyên nhân nào gây ra những cái cơn đau mãn tính đó để chúng ta điều trị kịp thời nó tránh những cái ảnh hưởng tiêu cực đến cái sức khỏe của người bệnh thưa Ngọc Quyên. Dạ. À, xin bác sĩ trình bày những cái nguyên nhân nào mà gây ra cái bệnh đau vai gáy này ạ. À? Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả, nó có rất là nhiều các cái nguyên nhân gây ra cái hội chứng đau vai gáy, nhưng mà mình có thể xếp vào làm hai nhóm, đó là nhóm thứ nhất là nhóm nguyên nhân cơ học và nhóm thứ hai là nhóm bệnh lý. Thì đối với lại cái nguyên nhân cơ học thì thường hay xảy ra nhất, đặc biệt là những người trẻ. Thì thứ nhất là có thể là do mình tập luyện quá sức như mình tập luyện thể dục thể thao hoặc là mình lao động quá sức rồi những cái kỹ thuật tập luyện nó sai cái tư thế nó cũng làm cho mình xuất hiện cái trường hợp đau mỏi vai gáy đặc biệt là những cái động tác ở vùng cổ, vùng vai, vùng hai cánh tay của chúng ta ngoài ra thì đối với những cái vận động viên mà hoặc là những người mà họ lao động việc nặng đó mà trước khi mà, mà, mà làm việc nặng họ không có khởi động làm cho nóng cái cơ thể mình lên mà người ta làm những cái công việc nặng đột ngột thì nó cũng có thể xảy ra cái tình trạng này đó là do chúng ta tập luyện nó không đúng cái tư thế của nó hoặc là tập luyện quá sức rồi hoặc là có những trường hợp mà mình ngồi nhất là những cái nhân viên văn phòng mình phải ngồi ở trên bàn làm việc mình cúi xuống như thế này mình mình một thời gian dài mình làm việc đó nhất là mình làm việc ở trên máy tính đó, thì nó cũng cũng làm cho cái hội chứng đau vai gáy nó xuất hiện do mình cứ ngồi một cái tư thế cúi xuống như thế này nó sẽ làm mỏi cái vai gáy máu nó không lưu thông được ở những cái phần cơ vùng cổ vai gáy đó thì nó làm cho máu nó không lưu thông được nó cũng dẫn đến cái tình trạng đau vai gáy này ngọc quyên à, thứ hai nữa là cái tính chất công việc thì những cái công việc mà chúng ta phải ngồi một chỗ chúng ta không có vận động được khiến cái, cái cơ vùng uh, cổ vai gáy này nó, nó, phải, uh, nó bị chèn ép và máu nó không lưu thông được nó cũng gây ra cái tình trạng đau cổ vai gáy ngoài ra khi mà cơ thể mình thiếu một số các cái chất dinh dưỡng uh, như vitamin khoáng chất đặc biệt là canxi ngọc quyên thì nó có thể là dẫn đến cái, cái tình trạng nó viêm các cái dây thần kinh ngoại, ngoại vi nó cũng làm cho mình uh, bị cái hội chứng vai gáy này tiếp theo nữa là mình bị chấn thương khi mà mình có những cái chấn thương vào cái vùng vai gáy này đặc biệt là những cái người mà họ phải họ phải khuân vác những cái vật nặng ở trên vai thì nó cũng có thể gây ra chấn thương và nó gây ra đau vai gáy ngọc quyên ngoài ra thì người ta thấy là khi mà cơ thể mình mà bị nhiễm lạnh thì nó cũng ảnh hưởng tới cái thần kinh và nó cũng làm cho cái hội chứng này đau vai gáy xuất hiện ngọc quyên thứ hai nữa là cái nhóm nguyên nhân bệnh lý thì đau cổ vai gáy đó nó chỉ là một cái triệu chứng của nhiều các cái bệnh khác nhau rất là nhiều bệnh lý nó có thể gây ra cái hội chứng đau vai gáy này ngọc quyên chính vì vậy mà người ta gọi là người ta không gọi là bệnh đau vai gáy nhưng mà người ta gọi là cái hội chứng đau cổ vai gáy thì ngoài cái cái nguyên nhân cơ học đó, thì nó còn có những cái nguyên nhân do bệnh lý thì thường là nếu mà do bệnh lý đó thì người ta xếp vào cái um, cái loại là đau mãn tính ngọc quyên thứ nhất là mình phải kể đến là thoái hóa đốt sống cổ khi mà các cái đốt sống cổ của mình nó bị thoái hóa đó, thì các cái đĩa đệm nó bị tổn thương nó xẹp xuống rồi nó thoái hóa những cái cái đốt sống của mình đặc biệt là là bảy cái đốt sống cổ ngọc quyên nó có thể chèn ép vào cái thần kinh nó làm cho đau mỏi vai gáy thì thường là bệnh nhân đau dai dẳng và khi mà nó bị như vậy đó thì mình phải tầm soát xem coi là nó có tổn thương các cái đốt sống cổ đó hay không. Yeah. À, ngoài ra thì cái chức năng của thần kinh khi mà người bệnh mà mà bị những cái như tôi nói hồi nãy đó mình bị cảm bị nhiễm lạnh hoặc là mình bị ngộ độc một số các như là ngộ độc rượu chẳng hạn thì nó mà ảnh hưởng tới thần kinh thì nó cũng gây ra đau vai gáy ngọc quyệt Tiếp theo nữa là những cái trường hợp mà bị vôi cuộc sống đặc biệt là cuộc sống cổ thì như ngọc quyên thấy là cái thoái hóa cuộc sống cổ mình thì nó thường xảy ra lắm do cái cái biên độ của cái cuộc sống cổ này mình hoạt động rất là nhiều mình quay ngang quay dọc rồi cúi lên cúi xuống hoặc là mình mang vác nặng nề cho nên là khi mà đổ đặc biệt là đối với những người lớn tuổi thì cái bảy cái đốt sống cổ này nó rất là dễ bị tổn thương và nó gây ra thoái hóa Đó, ngoài ra thì nó còn bị bị viêm những cái khớp vai viêm khớp bả vai lồng ngực đó nó cũng làm cho bệnh nhân bị đau mỏi vai gáy ngọc tuyệt. Yeah. À, các triệu chứng cụ thể của bệnh đau cổ vai gáy thường là có biểu hiện như thế nào ạ? À, thông thường thì một cái người bệnh nhân mà mình được chẩn đoán là bị à, cái hội chứng đau mỏi vai gáy đó thì à, cái cảm giác nếu mà bị nhẹ đó thì mình chỉ thấy là đau mỏi tức nhẹ cái vùng cổ vùng vai gáy mình thôi. Uh, hoặc là nó lan tỏa ra những cái vùng xung quanh, đặc biệt là xuống hai cánh tay của mình uh, Rồi nó có cái cảm giác tê cứng cái vùng cổ vai gáy này Ngọc Quyên Còn nếu mà nặng hơn nữa đó thì nó hạn chế cái khả năng xoay cái đầu của mình Mình quay qua trái không được, quay qua phải không được Mình cúi xuống cũng không được, mình đơ đơ cái cơn cổ như thế này Mình muốn quay qua bên phải bên trái mình phải đưa quay nguyên cả cái mình mình qua Đó là cái trường hợp mà nó căng cơ nhiều rồi nó có thể là tê rần xuống cánh tay hai cánh ừ. tay của mình đó là những cái triệu chứng mà chỉ có dựa vào lâm sàng thôi chúng ta cũng biết được đó là hội chứng đau cổ vai gáy rồi thưa ngọc quyên dạ yeah. dạ yeah. khi bị hội chứng cổ vai gáy thì cần phải làm những cái xét nghiệm nào để có thể chẩn đoán được bệnh không ạ thông thường đối với chúng tôi khám bệnh hàng ngày đó thì dựa vào cái kinh nghiệm mình làm việc lâu năm ở trong cái chuyên ngành xương khớp này đó thì mình chỉ có dựa vào triệu chứng lâm sàng mình đã chẩn đoán được hầu như là 90% rồi Ngọc Quyên chỉ có một số những cái trường hợp khó hoặc là những cái trường hợp đau vai gáy mạng tính điều trị mà không thuyên giảm hoặc là có những cái nghi ngờ bệnh lý khác thì mình mới tiến hành làm những cái cận lâm sàng để mà mình giúp cho bác sĩ chẩn đoán chính xác cái nguyên nhân tại sao gây ra cái hội chứng đau vai gáy đó yeah. thì một cái phương pháp đơn giản nhất phổ biến nhất là chúng ta chụp X quang yeah. thì mình chụp X quang cái vùng đốt sống cổ mình đó, thì mình có thể phát hiện ra là cái cuộc sống nó có bị thoái hóa hay không nó có bị chèn ép cái đĩa đệm nó có bị bị thoái hóa nó chèn ép vào thần kinh hay không rồi ngoài ra thì nó có những cái tổn thương ở cuộc sống hay không như là nó chợt những cái đốt sống chẳng hạn, nó gây rất là đau đến và kéo dài. Rồi ngoài ra thì chúng ta còn phát hiện những cái trường hợp mà gãy xương, đó. rồi có những cái khối u ở vùng lân cận nó chèn ép vô cái vùng cuộc sống cổ của mình, nó gây đau. Dạ. Còn nếu mà trường hợp mà chúng ta không phát hiện ra nữa thì mình dùng các cái kỹ thuật cao hơn như là mri chẳng hạn hoặc là chụp ct dạ. thì những cái đó là những cái thủ thuật hiện đại không xâm lấn mà nó giúp cho chúng ta chẩn đoán chính xác những cái tổn thương ở vùng cổ vai gáy. Ừ, ngoài ra thì chúng tôi cũng sử dụng cái biện pháp là có cái phương pháp là mình đo cái điện cơ để mà mình xem coi là là cái tốc độ dẫn truyền thần kinh ở cái vùng đời cổ vai gáy nó như thế nào, nó có ảnh hưởng gì đến cái chức năng của thần kinh mình hay không. Ngoài ra khi mà bệnh nhân mà mỏi cổ đau vai gáy mà có nôn ói, có nhức đầu nữa hoặc là có sốt thì chúng ta nghi ngờ là những cái bệnh lý nhiễm trùng đặc biệt là viêm não màng não chẳng hạn thì lúc đó chúng tôi sẽ tiến hành chọc dò tủy sống để mà xác định cái nguyên nhân Ngọc Quyên. Dạ. Thì đó là những cái biện pháp mà cận lâm sàng giúp cho các bác sĩ chẩn đoán chính xác cái nguyên nhân gây bệnh thưa Ngọc Quyên. Dạ. À, vậy các biện pháp, các phương pháp điều trị cái hội chứng vai gáy này là như thế nào ạ? thưa ngọc quyên thưa tất cả quý vị khán thính giả thì đây là một cái bệnh thường là lành tính ngọc quyên và thường thì chúng ta chỉ có điều trị bằng những cái thuốc thông thường và thậm chí là chúng ta có thể là dùng các cái biện pháp vật lý trị liệu như xoa bóp, chườm nóng chẳng hạn yeah. thì nó cũng có thể hết rồi ngọc Quyên. ở giai đoạn đầu thì mình chỉ cần xoa bóp nhẹ nhàng, massage rồi mình chườm nóng nặng hơn một chút nữa thì mình có thể là dùng các cái loại thuốc giảm đau thông thường như là paracetamol chẳng hạn hoặc là dùng phối hợp các cái loại non steroid như là diclofenac hay là ibuprofen, aspirin những cái loại thuốc đó Uh, tuy nhiên thì mình phải cẩn thận những cái loại thuốc non đó, nó có thể ảnh hưởng tới cái đường tiêu hóa của mình đặc biệt là nó có thể làm viêm dạ dày tái tràng thậm chí là nếu mà mình lạm dụng nhiều ở những người có cái tiền sử viêm dạ dày rồi thì nó có thể làm xuất huyết bao tử nó rất là nguy hiểm cho nên là chúng ta phải có cái sự hướng dẫn của bác sĩ uh, ngoài ra thì mình có thể dùng những cái miếng giá như salon bát chẳng hạn ngọc khuyên hoặc là những cái loại dầu nóng mình xoa bóp, massage nhẹ nhàng thì nó cũng có thể khỏi được rồi ngọc quyên còn đối với những cái trường hợp mà mình dùng những cái biện pháp đó mà không giảm đó thì chúng ta nhất thiết là phải đến tới bác sĩ để cho chúng tôi thăm khám tìm ra cái nguyên nhân nào gây ra cái hội chứng đau vai gáy đó để mà mình được điều trị nó uh, kịp thời ngọc quyên. Yeah. Hmm. À, bác sĩ có uh, những cái biện pháp nào để uh, khuyên quý khán giả đề phòng phòng ngừa cái hội chứng và cổ vai gáy này không ạ à? à, thưa ngọc quyên thưa tất cả quý vị khán giả thì như ở phần đầu chúng ta đã nói đó là um, đa số là do chúng ta uh, cái tư thế của chúng ta ngủ nghỉ hoặc là chúng ta làm việc nó không có hợp lý thì nó nó có những cái tư thế bất thường ở vùng cổ vai gáy thì nó gây ra cái hội chứng đau vai gáy đó cho nên là thứ nhất là chúng ta phải uh, làm việc uh, sinh hoạt cho nó đúng cái tư thế của chúng ta uh, cái cơn đau vùng vai gáy này đặc biệt là nó chịu cái áp lực rất là nhiều của những cái động tác mà mình làm nó căng cơ quá sức thì nó cũng có thể uh, bị đau vai gáy cho nên là chúng ta phải làm việc một cách khoa học uh, đúng cái vị trí cái sinh lý của chúng ta rồi uh, thứ hai nữa là chúng ta tập thể dục tập thể dục nhẹ nhàng đặc biệt là chúng ta uh, thư giãn cái vùng vai gáy vùng lưng thì nó cũng hạn chế được cái tình trạng căng cơ và nó tránh được cho chúng ta cái bệnh đau vai gáy yeah. rồi chúng ta tránh các cái hoạt động gây căng thẳng cho cái vùng cổ vai gáy của chúng ta các cái hoạt động mà nó lặp đi lặp lại do cái thói quen mà chúng ta ngồi quá lâu chẳng hạn chúng ta cúi xuống phải làm việc đặc biệt là trên maxphone mình phải cúi xuống như thế này một thời gian quá dài còn quên thấy là còn quên thấy là bây giờ là đi đâu chúng ta cũng dùng điện thoại hết à, nếu mà dùng máy tính bàn thì chúng ta còn ngửa cổ lên như thế này được còn smartphone thì chúng ta cứ phải cúi xuống đó cũng là một cái bệnh mà gọi là cái bệnh thời đại ngọc Quyên à, nó xảy ra rất là nhiều đặc biệt ở là là giới trẻ nữa à, ngoài ra thì chúng ta sử dụng các cái loại ghế cho nó có một cái chiều cao phù hợp với mình để cho nó giữ một cái cái tư thế cho nó thăng bằng nó tránh những cái tư thế bất thường Đúng rồi. gây bất lợi cho cái vùng cổ vai gáy. Đặc biệt là một số những cái bạn trẻ bây giờ là, tay thì làm việc nhưng mà muốn nghe điện thoại thì kẹp ở vai này, rồi nghiêng qua bên để kẹp điện thoại rồi vừa làm việc vừa nói chuyện thì như vậy nó cũng làm cho căng cái cơ ra và nó nó gây đau và chúng ta không có mang vác những cái đồ nặng quá sức, đó là những cái biện pháp rất là dễ dàng thực hiện để mà tránh cái hội chứng đau cổ vai gáy này thưa ngọc quyên. Dạ. xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình và cung cấp cũng như chia sẻ những thông tin hữu ích cho cộng đồng cũng như quý vị khán giả được biết về cái bệnh đau cổ vai gáy ngày hôm nay ạ. À. Dạ thưa xin cảm ơn ngọc quyên xin cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. quý vị vừa lắng nghe bác sĩ nguyễn duy hải trình bày về nguyên nhân triệu chứng phương pháp điều trị hội chứng đau cổ vai gáy xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin quý vị vui lòng like chia sẻ đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo bên dưới màn hình để đón xem những chương trình tiếp theo của chúng tôi về các loại bệnh lý và các giải pháp bảo vệ sức khỏe của con người xin kính chúc quý vị một ngày chủ nhật an lành và hạnh phúc xin kính chào tạm biệt